Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ tư dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sáng nay tiếp tục bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các đại biểu đã nghe trình bày các tờ trình về dự án luật điện ảnh sửa đổi, báo cáo thẩm tra về dự án luật điện ảnh sửa đổi, tờ trình về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, báo cáo thẩm tra về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Qua thảo luận ở tổ về các dự án luật này, đa số đại biểu tán thành sự cần thiết của việc sửa đổi luật điện ảnh để tạo môi trường phát triển công nghiệp điện ảnh, có tác phẩm giá trị đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân và đáp ứng hội nhập quốc tế, đồng thời cho ý kiến xoay quanh các vấn đề về sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, phổ biến phim trên mạng sẽ áp dụng hậu kiểm hay tiền kiểm, xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Đối với luật thi đua khen thưởng, các đại biểu đánh giá cao những nội dung sửa đổi bổ sung, nhất là về cải cách thủ tục hành chính trong công tác này, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền đơn vị, cơ sở trong tổ chức triển khai phong trào thi đua.